Chào mừng các bạn đến với trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tọa lạc tại số 2A2 quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12. Trường là một cơ ngơi đào tạo khang trang hiện đại, đáp ứng các nhu cầu học tập của nhiều đối tượng khác nhau. Chúng tôi chuyên đào tạo các ngành về y dược, về sức khỏe. Và ngành y sĩ y học cổ truyền là một thế mạnh rất lớn của nhà trường. Chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về bà Tư cho cháu mình đi học nghề y sĩ y học cổ truyền. Trà đàn ở trên trường, ở trên VOS mà. Dạ. Dạ. Thầy đâu phải lên một lần đâu, thầy lên mấy lần rồi. Dạ. Dạ. Lên nó nói chuyện mấy lần rồi mà trên đó người ta cũng, thầy cũng nói về cái chuyện học hành sâu sắc quá. Dạ. Tôi chuẩn bị từ lúc mà thằng bé này học lớp 8 rồi nha. Dạ. Dạ. Như vậy thì nó đúng ra thì cũng động viên, cũng tư tưởng nó. Thì nó là coi như là nó cũng có cái nghề, nhưng mà sau đó trong cái nghề nó có cái tâm đó thầy ạ. Dạ. Coi như nó học đó thì là sau này thì không phải là bản thân nó nhờ gì sinh kế, mà nó phải có cái gì đó nó giúp mọi người. Giúp đời. Dạ. Giúp mọi người, giúp đỉnh. Thôi mà trước mắt là sẽ giúp cho bản thân rồi, báo hiếu cho bà đó. Cảm ơn bà Tư rất nhiều. Nhờ bà Tư nghe đài VOH mà biết được trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh và chuẩn bị cho cháu mình từ năm lớp 8 để học nghề y sĩ y học cổ truyền. Chúng tôi thật sự bị ấn tượng bởi người phụ nữ đã ngoài 75 tuổi mà hoạt bát, vui vẻ, nhanh nhẹn, nói chuyện đáng yêu làm sao. Và chúng tôi đã cất công tìm đến nhà bà Tư bánh mì ở con hẻm nhỏ trên đường số 10, phường Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức. Khu vực này khá vắng vẻ và đó là một xe bánh mì nhỏ trong căn nhà rất nhỏ, rất đơn sơ. Cháu trai của bà Tư có cái tên khá dài, Nguyễn Mai Xuân Sơn. Cháu mồ côi cha từ khi mới chào đời và mẹ mình cùng với bà ngoại đã tảo tần sớm hôm, và chính xe bánh mì này đã nuôi cháu khôn lớn. Bà Tư cùng với mẹ của cháu đã quyết định cho cháu đi học nghề sớm để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước và mong rằng cháu sớm trưởng thành bước vào đời. Bà Tư đáng yêu lắm, bà rất cẩn thận, đến trường 2 lần mới quyết định dẫn cháu đến đăng ký nhập học ngày hôm nay. Chúng tôi hết sức trân trọng và cảm ơn. Xin chúc mừng cháu Nguyễn Mai Xuân Sơn đã chính thức trở thành sinh viên của trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh. Lựa chọn cho con em con đường đi học nghề là một lựa chọn rất sáng suốt. Ngành nghề y dược hết sức tuyệt vời, và trong số đó là nghề y sĩ y học cổ truyền. Bởi vì trong tương lai thì chúng ta hướng đến sức khỏe, mà hướng đến sức khỏe từ thiên nhiên. Cho nên ngành này chắc chắn sẽ rất phát triển. Và một công việc mà sẽ rất tốt cho tương lai đó là ngành y sĩ y học cổ truyền. Đây là thế mạnh của trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh của chúng tôi. Học viên của trường trong ngành này là em biết là tuổi từ 16 tuổi. Lớn nhất học viên của chúng tôi là 77 tuổi. Và có những người có trình độ thạc sĩ là đi học ngành này. Bởi vì đơn giản học trước hết cho chính bản thân. Dạ. Cho những người thân yêu và cho xung quanh, rồi mới cho xã hội. Học xong biết được ăn cái gì là thuốc, thay vì phải uống thuốc thì cứ ăn những thực vật của Việt Nam mình trở thành thuốc. Ngoài ngành y sĩ y học cổ truyền, trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh còn có ngành dược, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, tin học ứng dụng, kế toán doanh nghiệp, chế biến thực phẩm. Và mùa tuyển sinh năm 2021, chúng tôi mở thêm những ngành mới, đó là điều dưỡng, nha khoa, kỹ thuật vật lý, trị liệu, dịch vụ thẩm mỹ, và hai ngành du lịch là hướng dẫn viên du lịch và quản trị lữ hành. Bởi lẽ chúng tôi tin chắc rằng xu thế trong tương lai, ngành du lịch sẽ rất phát triển, và một trong những mặt phát triển mạnh nhất chính là du lịch sức khỏe. Đến với trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh, các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ học phí của nhà nước theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Nghị định 86 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường của chúng tôi có ký túc xá tiện nghi để phục vụ cho các em ở vùng ngoại ô hay những tỉnh lân cận. Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh cũng vừa động thổ xây dựng phòng khám đa khoa rất lớn, sẽ là nơi thực hành thực tập cho sinh viên của nhà trường, cũng là nơi các em làm việc khi tốt nghiệp. Trường chúng tôi cam kết giải quyết 100% việc làm cho các em ra trường. Hãy đến với trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, chọn Vạn Hạnh, mạnh tương lai.